Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Sáng hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 11 năm 2024, chúng ta cùng nhau học hỏi ba câu danh ngôn. Cũng có người nói với con rằng là cha ơi, năm câu danh ngôn thì cũng rất là hay, nhưng mà năm câu nhiều khi chúng con nhớ không hết. Bởi vì cũng đa phần là những người lớn tuổi nên không thể nhớ hết được. Nên là con tạm thời là rút xuống còn ba câu. Mỗi ngày chúng ta có ba câu danh ngôn để học hỏi sự khôn ngoan của cha ông chúng ta, các bậc danh nhân trên thế giới. Rồi cũng qua những câu danh ngôn này thì chúng ta cũng hiểu hơn về lời Chúa. Nên là tạm thời lúc này, mỗi buổi sáng chúng ta cố gắng nhớ ba câu danh ngôn để chúng ta học hỏi sự khôn ngoan của các bậc danh nhân. Ngày thứ Bảy chúng ta đừng quên chạy đến với mẹ Maria, mẹ của chúng ta. Mẹ Maria, mẹ của chúng ta. Cũng có một câu danh ngôn mà chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau rằng hành trang của chúng ta vào đời, hành trang chúng ta vào đời đó là lời dạy của cha và tấm lòng của người mẹ. Vì thế mà chúng ta sống giữa thế gian này, chúng ta có sự khôn ngoan từ người cha và cũng có tấm lòng từ người mẹ. Nếu mà khôn ngoan mà lại không có tấm lòng thì xem ra chúng ta cũng rất là nguy hiểm. Mà có tấm lòng mà cũng không khôn ngoan thì có thể lại là không đúng chỗ. Vì thế chúng ta bước vào đời với lời dạy của cha và tấm lòng bao la của người mẹ. Ngày thứ Bảy chúng ta hướng về mẹ Maria, mẹ của chúng ta. Mẹ Maria, mẹ của chúng ta. Giờ đây chúng ta học hỏi ba câu danh ngôn nha. Câu danh ngôn thứ nhất: người thật thà thường không khéo miệng, kẻ giả tạo lại toàn nói điều hay. Ông bà nhà ta thì cũng hay nói cái câu là mồm miệng đỡ chân tay. Cái người giả tạo thì thường họ nói rất là khéo, có thế thì người ta mới lừa được người khác. Còn cái người chân thành thì sự thật thì mất lòng. Thế nhưng mà đối với cá nhân con thì cũng không có nghĩa rằng là tất cả những người nói những cái lời không hay đều là những người chân thành, mà cũng không phải nhất, cũng không hẳn là tất cả những người nói hay đều là những người giả dối. Chúng ta cái này, cái câu danh ngôn này người ta nói là thường thôi. Thường những người giả dối mà để cho người ta lừa được người khác thì đương nhiên là người ta phải nói hay, giống như là quảng cáo vậy đấy, phải nói hay. Còn những người chân thành thì đôi khi là cái sự thật, nói ra cái lời sự thật thì đôi khi nó cũng mất lòng. Nên là chúng ta đi theo Chúa Giêsu đi ha. Chúa Giêsu nói là khi người anh em của con có cái lỗi lầm thì chúng ta một mình chúng ta đi gặp người đó để trao đổi. Đấy cũng là một cái sự khôn ngoan. Chứ không phải là thấy người ta có lỗi cái chúng ta nói thẳng lên mà tại sao anh lại ngoại tình, tại sao anh lại gian dối, tại sao anh lại ăn cắp. Nói như vậy thì cũng mất mặt người ta. Rồi một mình nói không được thì mình thêm 2-3 người vân vân. Thế thì nơi Chúa Giêsu thì cái sự thật nó cũng được diễn tả một cái gì đó rất là khôn khéo. Sự thật cũng được diễn tả rất là khôn khéo. Còn câu danh ngôn này thì phản ánh một cái khá là tự nhiên trong cuộc sống. Những cái lời nói mỹ miều, những cái lời nói hay, nói khéo cũng có thể phát xuất từ một cái lòng gian dối. Còn những lời có thể nói là hơi hơi nặng tai hay là hơi khó chịu cũng có thể lại là những cái lời chân thật. Thôi thì tóm lại, sống với nhau chúng ta cần phải sống một cách chân thành và yêu thương nhau. Rồi chúng ta cũng diễn tả sự chân thành với cái tình yêu ấy, diễn tả ra một cách khôn ngoan. Cái khôn ngoan của chúng ta không phải là giả dối, nhưng mà khôn ngoan của chúng ta đó là bộc lộ ra cái tấm lòng của chúng ta một cách rõ nét nhất. Đó là câu danh ngôn thứ nhất: người thật thà thường lại không khéo miệng. Còn cái người khéo miệng có thể họ lại gian dối, không có thật lòng. Cái điều này thì cũng rất là đúng thôi. Xã hội của chúng ta thì quảng cáo thì cũng phải nói cho hay chứ, nói dở quá thì ai người ta mua, mà nói hay quá thì xem ra lại là giả dối. Còn đối với chúng ta, cái cốt lõi của chúng ta là sống chân thành và biết yêu thương nhau. Rồi chúng ta cũng diễn tả cái điều đó ra trong cuộc sống của chúng ta. Như vậy là tốt đẹp và cũng là chân thành. Câu danh ngôn thứ hai: cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng không phải cứ tốt với người ta là người ta sẽ tốt lại với mình. Trong cuộc sống này không phải cứ thật lòng là sẽ được đền đáp. Tức là cuối cùng thì cũng thấy là không phải là cứ tốt với người khác là người khác tốt lại với mình. Và cũng không phải là cứ thật lòng là sẽ được đền đáp.
Thế thì chúng ta cứ nhìn thẳng vào Đức Giêsu thì chúng ta thấy rõ lắm. Chúa Giêsu tốt với tất cả chúng ta mà chúng ta có tốt lại đâu. Chúa Giêsu thật lòng tất cả những gì thầy nghe được nơi cha thầy thì thầy nói cho anh em biết. Chúa Giêsu cũng rất chân thành, rất thật lòng với chúng ta. Thế nhưng mà chúng ta cũng đâu có đền đáp. Nhìn vào như vậy để chúng ta thấy cha mẹ thương con vô cùng vô cùng. Thế nhưng mà cũng đâu có cái sự đền đáp nó đâu có bao nhiêu đâu. Thế thì cuộc đời này đó là như thế. Thế nhưng mà dù là chúng ta tốt không được tốt lại, chúng ta thật lòng không được đền đáp, cũng không có nghĩa là thôi từ nay tôi không phải tốt với ai cả, từ nay tôi không phải thật lòng với ai cả. Là người môn đệ của Đức Kitô, dù có bị phản bội, dù có không được đền đáp thì chúng ta vẫn tốt. Tại sao lại như vậy? Khi chúng ta tốt với người khác, người ta không tốt lại với mình, chúng ta vẫn tốt. Khi chúng ta thật lòng với người khác, người ta lừa chúng ta vẫn thật lòng. Tại sao là người môn đệ của Đức Kitô chúng ta lại phải như vậy? Bởi vì khi chúng ta tốt với người khác mà người ta không tốt lại thì Chúa sẽ đền bù. Khi chúng ta thật lòng với người khác mà người khác không thật lòng với chúng ta thì Chúa sẽ đền bù. Vì thế mà Chúa Giêsu đã dạy đó, khi mở tiệc ăn mừng đó, thì phải mời những cái người đuôi mù què quặt. Người ta đến người ta ăn mà người ta chẳng có cái gì đền đáp. Mình tốt với họ nhưng họ chẳng có cái gì đền đáp. Anh em thân mến, anh em sẽ được đền đáp trong ngày kẻ lành sống lại. Khi chúng ta ra trước tòa Chúa, tất cả những cái lòng tốt của chúng ta, tất cả những sự thật lòng của chúng ta dành cho người khác, nếu không được đáp đền thì Chúa sẽ bù cho chúng ta. Vì thế chúng ta cứ tốt với mọi người đi. Nếu người ta không tốt lại thì chúng ta cứ yên tâm, Chúa sẽ bù lại cho chúng ta. Chúng ta cứ thật lòng với người khác, nếu người ta gian dối với chúng ta cứ yên tâm, Chúa sẽ thật lòng với chúng ta. Đó là cái cách dạy của Chúa rất là tuyệt vời và cũng là cái động lực cho chúng ta. Chứ còn nếu mà thời gian này là khi mà chúng ta thấy một điều là tốt với người ta không tốt lại, thật lòng với người ta không thật lòng lại, thôi từ nay tôi chẳng tốt với ai cả, tôi cũng chẳng thật lòng với ai cả, như vậy là chúng ta lại trở thành người ích kỷ. Chúa sẵn sàng bù lại tất cả những cái thiệt thòi của chúng ta, nên là chúng ta cứ thoải mái tốt với mọi người và thật lòng với mọi người. Đối với cá nhân con, sáng hôm nay ăn sáng với lại cha anh Tôn ấy, thì con cũng chia sẻ là làm việc tốt không có nghĩa là lúc nào cũng thuận lợi. Thế nhưng khi chúng ta làm việc tốt mà gặp khó khăn thì Chúa bù lại rất nhiều. Vì thế có thể nói rằng là nhiều khi mình cũng phải xin Chúa là Chúa ơi cho con nhiều cái khó khăn, để rồi con lại được bù lại nhiều ơn của Chúa. Đó là câu dạy ngôn thứ hai nha. Nghiệm thấy cuộc đời này tốt với người khác chưa chắc người ta đã tốt lại, thật lòng với người ta chưa chắc người ta đã thật lòng với mình. Nhưng chúng ta là người môn đệ của Chúa, chúng ta chỉ có thể tốt với mọi người, chúng ta cũng chỉ có thể thật lòng với mọi người. Rồi nếu người ta không đền đáp thì Chúa bù cho chúng ta. Rồi câu danh ngôn thứ ba, mỗi lần tao nói xấu ai làm họ đau khổ thì phước ta giảm đi một chút. Cứ từng chút như thế rồi đời ta hết sạch phước, làm hết sạch phước làm người và đọa xuống địa ngục. Câu này là cái câu theo tư tưởng của Phật giáo, nhưng mà con thấy nó cũng rất là hay cho đời sống của chúng ta nhé. Khi chúng ta nói xấu người khác là chúng ta mất phước, mà ngày nào cũng nói xấu là biết là chúng ta không còn một cái phước nào cả. Nè, rồi ra trước tòa Chúa chúng ta là những kẻ không có một cái phước nào cả, giống như là một cái anh chàng mà giao được một cái nén bạc mà không sinh lợi được một cái tí nào cả. Thì Chúa bảo là hỡi đầy tớ tồi tệ, quăng nó ra bên ngoài. Thế thì chúng ta, và câu danh ngôn thứ ba này dạy cho chúng ta là đừng nói xấu người khác. Nếu chúng ta không ủng hộ được người ta thì thôi chúng ta cũng im lặng, đừng nói xấu người khác. Mỗi khi chúng ta nói xấu người khác là chúng ta mất phước, mà cứ nói riết rồi là chúng ta mất sạch, chẳng còn phước đức gì. Rồi chúng ta ra trước tòa Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng là những ơn Chúa ban cho chúng ta thì chúng ta cũng đổ sông đổ biển hết. Còn thấy như thế này, mỗi khi mà mình làm một cái việc tốt ấy, thì ngay lúc đó ma quỷ nó cũng sẽ cám dỗ chúng ta làm một cái điều xấu, để rồi chúng ta không có tích đức được, không có tích phước được. Và một trong những cái mà ma quỷ nó dễ cám dỗ chúng ta đó là làm cho chúng ta ghen tương với người này người khác, nên là gieo tiếng xấu cho người ta. Câu dạy ngôn thứ ba dạy cho chúng ta nó cũng rất là cụ thể, đừng nói xấu ai, đừng kết án ai. Chúa Giêsu cũng dạy rõ ràng như vậy, đừng có kết án ai, đừng có xét đoán ai.
mình xét đoán bản thân mình thôi, còn người khác đó là Chúa làm việc với họ. Chúng ta chỉ có thể yêu thương và ủng hộ người khác thôi, chứ chúng ta cũng chẳng có cái quyền gì để mà nói xấu hay là kết án người ta. Mỗi khi chúng ta nói xấu người khác là chúng ta mất phước. Mỗi khi chúng ta nói xấu người khác là chúng ta mất phước. Đó là ba câu danh ngôn chúng ta học hỏi sáng hôm nay nha. Với ba câu thì tương đối là chúng ta cũng dễ nhớ nha. Câu thứ nhất, cái người thật thà, cái người chân thật thì thường này nói nó không hay, mà cái người giả dối thì nói rất là hay, khéo miệng. Con thì đôi khi cũng được khen là khéo miệng, nên là con cũng phải cố gắng là những cái gì con nói nó cũng phải từ trái tim của mình, chứ đôi không thì nó là giả dối mất nha. Thì đấy là cái bài câu danh ngôn thứ nhất, người thật thà thì thường nói những cái câu nó không có được khéo cho bằng cái người giả dối. Nhất là chúng ta đi về vùng quê đấy, chúng ta cũng sẽ thấy. Sáng hôm nay thì các em trong ban truyền thông nó vào nó gặp con để chuẩn bị chương trình của mùa vọng, mùa Giáng sinh đấy. Thì tối hôm qua thì con cũng nói với các em là chúng con nếu sắp xếp thì vào sớm thì cha mời ăn sáng. Thế mà con nó, chúng nó vào trễ quá, 7 giờ mấy nó mới vào, thì chúng con là 6 giờ chúng con đã ăn sáng rồi. Thế thì nó vào nó bảo cha cho chúng con ăn sáng, bảo cha ăn sáng hết rồi thì tụi bay vào trễ quá. Nó bảo trời ơi, cha không đợi chúng con. Thế là cái ông tránh ông đứng ở đó thì ông mới nói là sao chúng con lại nói với cha như vậy. Chúng nói là thôi cha ăn rồi thì để chúng con tự lo, chứ chúng con nói sao cha không đợi chúng con. Thế nhưng mà thật sự thì các em nó đơn sơ chân thành vậy đấy. Giống như là trong gia đình thì các em nó nói những cái điều đó chẳng phải cách sáo gì cả. Người chân thành thì lại không khéo miệng, mà cái người giả dối thì lại khéo miệng. Rồi câu danh ngôn thứ hai, tức là cuối cùng thì chúng ta cũng nhận ra một điều: tốt với người khác chưa chắc người ta đã tốt lại, thật lòng với người ta chưa chắc là người ta đã biết thật lòng lại với mình đâu. Thế thì với cái câu này đó, xem ra là thế gian này thôi thì chúng ta cũng đừng có tốt với ai cả và đừng có thật lòng với ai cả, bởi vì người ta cũng chẳng đối xử tốt với chúng ta đâu. Nói như vậy thì không có đẹp lòng Chúa. Là người môn đệ của Chúa, dẫu biết tốt với người khác, người ta không tốt lại. Dẫu biết thật lòng với người khác mà người ta không có thật lòng lại. Nhưng chúng ta vẫn tốt, vẫn thật lòng. Nếu người ta không có đối xử lại tốt với chúng ta, thì Chúa bù lại ân sủng cho chúng ta. Đó là câu danh ngôn thứ hai ha. Rồi câu danh ngôn thứ ba: mỗi khi chúng ta nói xấu ai là chúng ta mất phước, hay là khẩu nghiệp đó. Khẩu nghiệp. Có một anh nói là trời, có một số người họ cũng nói cha thế này thế khác ấy, mà thôi con chẳng lặp lại làm cái gì, bởi vì con lặp lại như vậy nó là khẩu nghiệp. Mỗi khi chúng ta nói xấu người khác là khẩu nghiệp, là chúng ta mất phước. Mà chúng ta cứ nói riết rồi thì chúng ta chẳng còn cái phước nào khi ra trước tòa Chúa. Đó là ba câu danh ngôn ha, cũng rất là dễ hiểu. Câu thứ nhất là người thật thà thì lại không khéo miệng, mà cái người khéo miệng đôi khi lại không có thật thà. Cái thứ hai là tốt với người khác chưa chắc người ta đã tốt lại, thật lòng với người khác chưa chắc người ta đã thật lòng lại. Nhưng mà là người môn đệ của Chúa, chúng ta cứ tốt, cứ thật lòng, cứ tốt, cứ thật lòng. Nếu người ta không tốt lại thì Chúa bù lại ân sủng cho chúng ta. Rồi câu danh ngôn thứ ba: nói xấu người ta là mất phước. Nói xấu người ta là mất phước. Vì thế cố gắng đừng có nói xấu người khác, hãy tìm những điều tốt nơi người khác để chúng ta động viên nhau. Kính thưa cộng đoàn, ngày thứ bảy thì chúng ta dành tâm tình với mẹ Maria nhé. Ngày xưa khi còn nhỏ là con cầu nguyện với Đức Mẹ không à? Đọc kinh cầu nguyện lúc nào cũng chỉ có Đức Mẹ, Đức Mẹ, Đức Mẹ. Nhưng mà lớn lên rồi thì mình thấy là ngoài Đức Mẹ ra thì Đức Mẹ còn dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu, với các thánh nữa. Nên là tâm hồn của chúng ta là sống với Chúa, sống với Đức Mẹ, Thánh cả Giuse, sống với các thánh. Và các ngài cũng luôn luôn là những cái tấm gương sáng cho đời sống của chúng ta. Và đối với con lúc này, người đạo đức là người có tấm lòng. Người đạo đức là người có tấm lòng. Con xin hết lòng cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.